Cô Lê Nguyễn kính chào quý bà con và các bạn đang xem kênh nha. Thì kênh luôn luôn phục vụ tất cả các nhà vườn mình để cùng giao lưu, quảng bá thương hiệu cây kiểng trên mọi miền Tổ quốc nha. Thì hôm nay mình gặp lại nhà vườn của chú Chính Danh để chào bán một số mặt hàng hoa trang, hoa mẫu đơn nha bà con. Rồi, chào chú Chính Danh, rất là quen thuộc. Chào Lê Nguyễn, cũng cùng xin chào bà con trên mọi miền đất nước. Lời đầu tiên mình gửi đến toàn thể bà con trên mọi miền đất nước lời chúc sức khỏe và thành công nhất. Hôm nay mình cùng Liên Nguyễn gửi một số bông trang cây trưởng thành và cây ghép nha, để bà con mình đo thông số, để bà con mình tham khảo và chốt cây, để không chờ đợi lâu. Vô cây số 1 thì chiều cao nó 94, cây trăng đỏ sen nha. Tàu đỏ. Tàu đỏ bề ngang 67. Cái hoành nó 11 và kẻ 10 đi nó hơi cấn. Rồi cây này mình giao lưu là 200.000 nha bà con. 200k. Cây tàu đỏ. Vừa đỏ xong thì tới cây màu vàng. Cây vàng này cây Pháp Son nha. Pháp Son chiều cao 110, tán ngang 64. Cái hoành nó bằng tay cái, ngón giữa nè. Rồi cây Pháp Son này giao lưu bà con 150.000 luôn. Hoa vàng chân son nha bà con. Tiếp theo cây số 3 là cây ghép bà con ơi. Cây ghép rất là nhiều loại hoa, thì nó có thể là nở luân phiên. Cây ghép này ba mấy loại hoa bà con. Có thể là cái loại xiên hoa hay nở sớm, cho nên là nó nối đuôi nhau. Có bị trắng, tím sen. Chiều cao nó 120. Sen tàu. Tán ngang nó 100. Ghép lên cây. Cái hoành nó 14. Ghép lên cây lá nhuyễn. Rồi cây này nó xin giao lưu bà con 1 triệu đồng. Hồng phấn thái ba màu. Ghép lên cây đó nha bà con. Ba mấy loại hoa. Cái phơm tàn thì rất là nhiều. Đặc tàn. Có phụng hoàng cam. Rồi vàng sọc, mỹ vàng lá lớn, mỹ vàng. Cái mã số 4, cây này cây vàng tam sắc. Vàng tam sắc chiều cao 87, tán ngang 74. Cái hoành bằng ngón tay giữa. Một cốt, hai tấc. Rồi, cây này Chính Danh giao lưu bà con 200.000 nha, vàng tam sắc. Tới cây cột điện của Nhật nha. Cột điện của Nhật. Cột điện của Nhật chiều cao bao nhiêu? 114. Sen Nhật nha bà con. Sen Nhật giống như sen cánh kép vậy đó. Rồi cây này cái hoành là bằng tay cái. Ngón tay cái nha. Rồi. Bông thì bông kép nha bà con. Đỏ kép. Rồi. Cây cột điện của Nhật này giao lưu bà con là 150.000. 150. Có rất là siêu hoa, xiên hoa nha bà con. Cây siro. Cây siro hoa trắng, trái đỏ, chín màu đen. Chiều cao 113, tán ngang 78. Cái hoành nó 8. Cây siro này Chính Danh giao lưu bà con 250.000 nha. 250k. Cây vàng hường đọt đỏ chiều cao 101, tán ngang 55. Cái hoành nó 6. Rồi cây này Chính Danh giao lưu bà con 150.000 nha, vàng hường đọt đỏ. Tiếp theo cây số 7. Cây số 8 số 8 ghép chiều cao 121, tán ngang 77. Cái hoành ở dưới này cũng 12, chưa đo sát gốc, nhân sát gốc lên 14 15. Chứ cũ nở mà. Rồi cái này giao lưu bà con là 800.000. Có hồng hai mươi mấy loại hoa.
hồng phét, phụng hoàng cam, tàu cam vàng. Cây mã số 9 hồng phấn sữa siêu hoa. Chiều cao nó 107, tán ngang 46, cái hoành nó cũng cỡ 8 à bà con. Tơi dưới gốc cũng đang có nụ hoa luôn. Rồi cái này chính danh giao lưu bà con 200.000. Tiếp tục cây vàng tam sắc, chiều cao 87, ngang 53, hoành 5. Rồi cây vàng tam sắc này giao lưu bà con 150.000. Hoa vàng rực rỡ bông to, 150 bà con ơi. Cái này cây Mỹ đỏ Campuchia, chiều cao 107, tán ngang 32, hoành bằng tay Úc. Quá trời đẹp rồi. Rồi Mỹ đỏ Campuchia này giao lưu bà con 100.000. Một con hoa tròn dũm, tròn màu đều. Cây ghép phát thường, Mỹ vàng, Mỹ cam. Chiều cao 117, tán ngang 84, cái hoành 14. Rồi cây vàng tam sắc ở cây ghép, nhưng mà ghép ba đa sắc này giao lưu bà con 800.000. Trắng siêu hoa, tàu vàng hương, pháp hồng. Tiếp theo cây pháp vàng, một cây pháp vàng lộn thước, cây một cốt cao dài như vậy. Chiều cao 114, tán ngang 82, cái hoành nó 6 á, đế cũng quái à. Cây lên hoa rất cây đẹp. Pháp này giao lưu bà con 200.000. Tím sen Vĩnh Châu, tím sen châu hoa thơm. Mã số 14 là 83, ngang 58, cái hoành nó 5. Rồi cây tím sen Vĩnh Châu này giao lưu bà con là 150.000. Tiếp theo cây Mỹ đỏ, cây Mỹ đỏ Campuchia, chiều cao 90, tán ngang 58, cái hoành nó cũng 6. Rồi cây Mỹ đỏ Campuchia này giao lưu bà con là 150.000. Tượng trưng rất là nhiều, rất là xuyên hoa. Nhất là màu Mỹ đỏ, đỏ bơ lá lớn rồi. Cây này cốt nó Mỹ đỏ, hoa rất là đậm, đậm rất là đậm luôn. Chiều cao nó 114, tán ngang nó 100. Cái hoành nó 12. Cây quá trời cái phơm tàn. Rồi cây này giao lưu 1 triệu đồng. 1 triệu đồng, nổi trội nhất là Mỹ đỏ. Gần 30 loại hoa. Mỹ hồng, 3 loại Mỹ mà bông rất là to, xuyên hoa nữa. Mã số 16, cây 1 triệu. Tiếp theo mã số 17. 17 cũng là cây ghép.
đa ba mấy loại hoa, cũng có mỹ vàng lá lớn, mỹ đỏ lá lớn nha bà con. Chiều cao 134, tán ngang 101, cái hoành nó 15, cây thoát thân khoảng 2 tấc. Rồi cây này giao lưu bà con 1 triệu đồng, ba mấy loại hoa nha bà con. Cây thì chưa có đang hoa rộ nha bà con, nhưng tôm tàn thì nó rất là tròn đều. Vàng kép, vàng kép, cây mã số 18. Chiều cao 63, tán ngang 40. Cái vàng cánh kép này bông siêu bông nha bà con. Vàng cánh kép. Rồi cái hoành bằng lớn hơn điếu thuốc lá. Cái vàng kép này xin giao lưu bà con 100k nha. Cây này vàng son Dubai nha bà con. Vàng son Dubai, chiều cao nó 101, tán ngang nó 61. Cây một có cái hoành 6. Rồi cái vàng son Dubai này giao lưu bà con 150.000 nha. Rất là xinh hoa. Tiếp theo là cây mỹ đỏ Campuchia, cây đang nụ và hoa nha mọi người. Campuchia hết thước 1m6 hơn, ngang 94, ngang gần mét, hoành 10. Rồi cây mỹ đỏ Campuchia này giao lưu bà con 350.000. Tàn nó cũng tròn đều bà con ơi, cây một thân một gốc chân dài. Cây 21, cây ghép. Ghép đa sắc màu nha bà con. Cây này ghép trên cây hồng phấn tháp ba màu. Chiều cao 124, tán ngang 106. Cây hoành to. Cái hoành nó 17. Rồi cây này giao lưu bà con là ba mấy lựu hoa này 1 triệu đồng. 1 triệu đồng. Tiếp theo cây mã số 22. Mã số 22. Cây hoa vàng rực rỡ siêu hoa luôn bà con ơi. Chiều cao 117. Cây này vàng Dubai. Vàng ngang 86. Cái hoành nó chín. Cái vàng Dubai rực rỡ này giao lưu bà con là 300.000. Hoa vàng rực rỡ luôn mọi người ơi. Cây xiên hoa luôn. Ra hoa liên tục. Không ngưng. Cây này vàng son Dubai. Chiều cao 69. Tán ngang 67. Cái hoành nó 6. Chân hoa thì vàng son Dubai này, cây này giao lưu bà con 150.000. Tàn đều đẹp đó bà con. Lùng lực. Rồi, đây. Tiếp theo mã số 24. Tới cây Pháp. Pháp cam. Chiều cao 117, tán ngang 75, hoành 9. Trên này xè ra như một bó hoa. Rồi cái này
kinh doanh giao lưu bà con 200.000. 200k. Thì pháp cam. Cây vàng cánh bướm. Chiều cao 1 mét. Chiều cao 1m39. Cán ngang 77. Chân dài, cái này chân dài nó thân khoảng 7 tấc. Cái hoành 6. Rồi. Cái vàng cánh bướm này giao lưu bà con là 250.000. Sáng. Tiếp tục cây mã số 26 đi. Quay mã số 26. Số 26 cái cuối clip đó chú. Để đi lên cái này nó nặng lắm bà con. To. Quay vòng vòng đi. Hiện tại là cây này là cây hồng phấn siêu hoa. Hồng phấn nó trung. Ghim lên không nổi. Tàn dù một cốt. Ghi vòng vòng để đo thông số chiều cao thơm nó tròn hưu mà con như cái dù vậy đó siêu hoa chiều cao thì hết mét đó chiều cao là tầm khoảng mét 6 hơn rồi tán ngang 1m4 tán ngang thì 1m4 rồi coi cái hoành nó trên nè cái hoành nó 18 thoát thân 40 bằng 4 tấc thoát thân sạch phơm và tròn hưu đặc bàn luôn rồi các hoa này cây mã số 26 cuối clip này chính danh giao lưu bà con 1.800.000 cũng là cây cuối clip luôn rồi cuối clip và chính danh cũng không quên chúc đến toàn thể bà con mình lời chúc sức khỏe hạnh phúc và thành đạt mong bà con mình làm ăn khấm khá phát đạt mỗi ngày mỗi tiến bộ rồi con cảm ơn xin chú. Chào bà con hẹn gặp lại rồi chào bà con mến chúc bà con một ngày xem clip thật vui vẻ nha hy vọng bà con sẽ liên hệ với số điện thoại của chú ở phía dưới màn hình để trực tiếp giao lưu với chú nha cảm ơn bà con bye bye bà con nha hẹn gặp lại bà con những clip tiếp theo.